đã tới khách sạn rồi. Đây là khách sạn Đồng Khánh nha các bạn. Một cái khách sạn ở quận 5. Hotel Đồng Khánh. Khu bên trong là nhận tiệc, rồi khu cà phê, lễ tân. Đó, phòng khách, cái sảnh ở phía dưới nhìn rất là đẹp nhé. Đây là một cái khách sạn cũng lâu đời ở quận 5 rồi các bạn. Một mặt thì tiếp giáp với đường An Bình, một mặt thì tiếp giáp với Trần Hưng Đạo. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào buổi chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở cư xá Bình Thới. Đây là một cái khu cư dân được xây dựng sau năm 1975. Đây đang là đường số 2 khu cư xá Bình Thới. Và so với nhiều khu dân cư ở Sài Gòn thì khu cư xá Bình Thới là một cái khu vực mà về cơ sở hạ tầng khá tốt, đường rộng và bên nào cũng có vỉa hè cỡ khoảng từ 3 cho tới 4 mét. Đường thì rộng cỡ khoảng 10 mét trở lên và đường thông như là hình những các cái ô bàn cờ. Trước năm 1975 thì đây là nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông, và cùng với một số những cái nghĩa trang khác như là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, rồi nghĩa trang Đô Thành, thì thành phố đã di rời những các cái nghĩa trang này về Lái Thiêu, Bình Dương, và bây giờ thì xây dựng lên một cái khu cư xá nhìn rất là khang trang. Nhà cửa thì mọc lên san sát, đường thì rộng rãi. Ngoài những cái căn nhà liền kề đó thì còn có cái khu chung cư ở phía dưới này, thì người ta bán cà phê này các bạn này. Ở phía dưới thì bán cà phê, mọi người dựng xe gắn máy. Còn chung cư thì ở phía trước mặt kia các bạn nhé. Ở phía trước mặt là các cái lô chung cư. Đây, nếu mà chúng ta quẹo phải cái hướng này thì gặp bệnh viện quận 11. Ở đây thì có khá là đầy đủ những cái dịch vụ tiện ích như là bệnh viện, rồi trường học. Trước đây thì còn có cả siêu thị nữa. Đây, bệnh viện quận 11, đường số 7, số 72, đường số 5, cư xá Bình Thới, quận phường 8, quận 11. Đây, mời cô chú anh chị nhìn những các cái tòa nhà chung cư. Ở dưới này thì người ta bán cà phê này. Đó. Phía trên thì người dân ở hoặc là cho thuê. Đường rộng đi rất là thoải mái nha các bạn. Nhìn cái trục đường nội bộ, nội khu thôi, nhưng mà nhìn cứ tưởng như là đường chính và đường lớn ở phía bên ngoài. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Dương sẽ đưa quý cô chú anh chị chúng ta từ khu vực cư xá Bình Thới, quận 11. Chúng ta sẽ đi đến khách sạn Đồng Khánh. Đây các bạn nhìn những cái quán cà phê này ở các cái vị trí góc
cần góc đấy, thì rất giá trị. Mọi người có thể buôn bán được. Buổi tối ở đây ấy, mọi người còn ra ngồi. Rồi, các quán cà phê. Ở bên tay phải này là các cái máy tập thể dục cho người dân lại tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Những cái quán cà phê trà đá, cô bác thì ngồi uống cà phê nhòm ra ngoài công viên. Đây, trước mặt chúng ta là con đường Dương Đình Nghệ giao cắt với đường số 2. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về đường Xóm Đất. Ngày xưa thì bên tay phải của Tuấn Dương là siêu thị Sài Gòn Coop. À, không phải, siêu thị Vinatech. Sau này thì người ta sẽ phá bỏ cái siêu thị đi, trả lại diện tích công viên. Ở đây trường học cấp 2, cấp 3, giờ trường mầm non có đủ cả. Đây là trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền. Giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ với đường số 6 trong khu cư xá Bình Thới. Về giao thông ở đây thì mình nghĩ là còn đẹp hơn là cái khu cư xá Bắc Hải, vì được xây dựng sau này nên là đường rộng, quy hoạch tốt, không có cái tình trạng là lấn chiếm lòng lề đường hoặc là xây dựng lung tung. Đây, tới đây thì cô bác anh chị sẽ gặp con đường Xóm Đất. Quẹo phải thì chúng ta đi. Còn hướng đi thẳng này các bạn, thì chúng ta sẽ gặp con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Đây, tới đây nếu mà quẹo phải chúng ta sẽ đi về khúc Bụng Bình Cây Gõ. Hướng quẹo trái này đó các bạn, là chúng ta sẽ đi về giao lộ 3 tháng 2 cắt với Lê Đại Hành. Thời tiết Sài Gòn lúc này khá là nắng và nóng, mặc dù là khoảng gần 16 giờ chiều nhưng mà thời tiết vẫn nắng nóng. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11. Ngày xưa tên gọi của nó là đường Dương Công Trừng. Rồi, mình sẽ quẹo trái đi vào con đường Trần Quý thuộc phường 6, quận 11. Phía trước mặt cô bác anh chị là góc Trần Quý cắt với một cái con phố rất là nổi tiếng chuyên bán về sủi cảo, đó là phố Hà Tôn Quyền. Đây, xin mời cô bác anh chị cùng quẹo phải đi vào Hà Tôn Quyền này. Rất là nhiều các cái tiệm bán sủi cảo, nhưng mà tầm khoảng buổi tối thì khu vực này mới đông khách. Người dân ở các nơi về đây để ăn sủi cảo. Người Hoa thì có mấy cái món như là hủ tiếu, rồi mì sủi cảo, hủ tiếu mì, mì kéo sợi.
Đây là góc Nguyễn Chí Thanh cắt với Hà Tôn Quyền này. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng nhé. Đó, các cái quán nhậu, quán lẩu Vận Thảo. Ban ngày thì ở đây là họp chợ. Các bạn nhìn thấy những cái sạp này cô bác người ta dựng lên gom gọn lại đấy. Đó là buổi chiều, còn buổi sáng thì toàn bộ cái phần mặt đường này được sử dụng để họp chợ, chợ Hà Tôn Quyền. Đây, hướng đi thẳng thì chúng ta sẽ gặp con đường Hồng Bàng. Con phố này thường ngày chủ nhật người ta nghỉ, chỉ bán bu lông, ốc vít, bù lon, con tán, rồi các cái loại sắt thép bản mã, sắt hộp, sắt UV, sắt định hình. Ở đây cô bác có những cái tủ bằng sắt ấy, người ta khóa lại. Rồi tới đây thì chúng ta gặp con đường Hồng Bàng. Bây giờ Tấn Dương sẽ quẹo trái. Rồi chúng ta gặp con đường Hồng Bàng đây rồi các bạn. Hướng này là sẽ đi về giao lộ An Dương Vương cắt với Nguyễn Tri Phương. Nếu mà chúng ta quẹo phải đó các bạn thì sẽ gặp con đường Phú Hữu rồi đi về bến xe Chợ Lớn. Còn trước mặt cô chú anh chị là cái tòa nhà Thuận Kiều. Nhiều người thì họ gọi cái tòa nhà Thuận Kiều này là tòa nhà ba cây nhang. Tòa nhà này được tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại. Hiện nay thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng gặp những các cái trục trặc về vấn đề pháp lý nên cái khu vực này nó gần như là rất ít những các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán, hầu hết là người ta trả lại mặt bằng. Trước đây Thuận Kiều Plaza khoảng những cái năm 2004-2005 nó thì rất thịnh hành. Rồi nếu mà tới đây quẹo phải thì chúng ta đi về cầu Trà Và. Quẹo trái thì chúng ta gặp con đường Thuận Kiều rồi đi về bệnh viện Chợ Rẫy. Các bạn thấy mặc dù 4 giờ chiều thôi nhưng mà nắng vẫn rất là gắt. Cửa hàng bán máy trợ thính, siêu âm 3D, rồi bán xe gắn máy. Tới khúc Lương Nhữ Học này thì phía bên tay trái của ba anh chị là trường Trung học cơ sở Hồng Bàng. Ở đây thì có mấy ngôi trường, là trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, trường phổ thông trung học Hùng Vương. Rồi, có mấy cái bệnh viện lớn như là bệnh viện phụ sản Hùng Vương, bệnh viện Lao Hồng Bàng cũ, ngày nay là Phạm Ngọc Thạch, rồi bệnh viện Đại học Y Dược.
Vương Plaza này, cũng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bây giờ cũng đang đóng cửa để sửa chữa. Quẹo phải đây, chúng ta sẽ đi vào con đường Tản Đà. Đây, bên tay trái của cô chú anh chị là trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Còn bên phải này là Bệnh viện Đại học Y Dược số 215 đường Hồng Bàng. Rồi bên tay trái này là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ngày xưa là Bệnh viện Lao Hồng Bàng. Rồi đi thêm chút xíu nữa thì cô bác anh chị sẽ gặp nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn, giao cắt bởi các con đường là đường Trần Phú, xưa là đại lộ Nguyễn Hoàng, rồi đường Ngô Quyền, trước mặt chúng ta là đường An Dương Vương. Cơ quan ban ngành đoàn thể ở quận 5 như là Ủy ban Nhân dân, rồi Mặt trận Tổ quốc, rồi rất là nhiều các cái cơ quan khác. Đi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ gặp giao lộ An Dương Vương cắt với Nguyễn Tri Phương. Hướng đi thẳng để chúng ta sẽ đi về phía khu vực chợ An Đông. Đây, quẹo phải thì chúng ta sẽ tới cây cầu Nguyễn Tri Phương. Tuấn Dương sẽ đi về khách sạn Đồng Khánh. Bên tay trái là bệnh viện Nguyễn Tri Phương các bạn ạ. Đây cũng là một cái tuyến đường buôn bán khá là tốt. Đây, tới đây thì cô bác anh chị sẽ gặp con đường Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Tri Phương. Đây đi thẳng thì cô bác anh chị sẽ gặp phố thời trang Nguyễn Trãi. Còn trước mặt chúng ta là bệnh viện An Bình, quận 5. Rồi, Tuấn Dương xin dừng một chút ở cái khúc công viên Mũi Tàu này. Thì đối diện với bệnh viện An Bình, quận 5 đó là bệnh viện Quân y 7A. Kế với bệnh viện An Bình đó thì là hai cái nhà xác. Đây, bà con cô bác đã bán heo đất, rồi các cái dịch vụ mai táng, cao phước, công viên nghĩa trang. Ở đây thì có nhiều người làm nghề buôn bán quan tài. Ở Việt Nam thì xin lỗi, trong miền Nam thì người ta gọi là chạy hòm. Đây, bệnh viện An Bình cũng
được xây dựng lại thì rất là đẹp. Rồi, giữ xe trong nhà. Đây có cái đình An Bình đối diện với bệnh viện An Bình. Bệnh viện An Bình thì lúc này cơ sở vật chất cũng khá là đẹp, được xây dựng mới. Một bệnh viện ở quận 5. Đơn vị tài trợ bệnh viện là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Rồi, dịch vụ massage 24 giờ trên 24 giờ. Rồi, tới đây thì Tuấn Dương đã tới khách sạn Đồng Khánh rồi. Đây ngay góc Trần Hưng Đạo, cắt với đường An Bình. Thì mình sẽ dừng ở đây để gặp hai cô chú khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa các cô bác anh chị, thì Tuấn Dương chuẩn bị có cái chuyến đi trải tâm thần Trọng Đức ở Đà Lạt, và hai cô chú ở Virginia có mời Tuấn Dương tới chơi, rồi có gửi một chút tiền để phụ với cái chuyến đi của Tuấn Dương. Bây giờ sau khi mà nhận tiền xong xuôi đó thì mình sẽ đi về sẽ ra Nguyễn Duy Dương để về khu vực quận 10. Đây đang là góc của đường Nguyễn Trãi, cắt với Nguyễn Duy Dương và đường An Dương Vương. Cô bác sẽ gặp giao lộ đường Nguyễn Duy Dương cắt với đường An Dương Vương. Quẹo phải thì cô bác sẽ gặp ngôi chợ An Đông. Ui trời, nhiều người đi xe gắn máy quá trời ẩu luôn. Đây, bên tay trái của mình là trường trung học cơ sở Lý Phong. Rồi quẹo phải đây thì chúng ta sẽ gặp chợ An Đông. Đây là các cái dãy ở phía bên ngoài này. Bà con cô bác mình để xe ở bên ngoài này vào trong chợ để buôn bán. Đây là mặt sau của chợ, cổng này gọi là cổng Hùng Vương. Đây những cái chỗ mà người ta cho thuê dù này các bạn này. Đấy, những cái dù này thường sẽ cho thuê một ngày chừng khoảng vài chục ngàn. Rồi, họ bán trái cây. Rồi, chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh ngôi chợ An Đông nhé. Áo dài,
hương, áo dài, quý phi, phương sĩ. Ở bên phải này là những cái bãi giữ xe mà tầm buổi chiều đó các bạn là xe vãn rồi. Xe chỉ đông vào lúc khoảng buổi sáng thôi. Kim Thoa, Kim Nguyệt, Lê Trung, Thiên Kim, Loan Thảo. Đấy, nhiều tiệm đã đóng cửa nghỉ rồi. Đây, phía trước chợ. Rồi, các cái doanh nghiệp vàng bạc cũng đóng cửa nghỉ. Công trường An Đông, tiệm vàng Kim Liên, áo dài Tua, hột gà, hột vịt, trứng cút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại con đường Nguyễn Duy Dương để đi về phía đường Nguyễn Chí Thanh. Ở trước mặt đang là góc giao lộ Hùng Vương cắt với Nguyễn Duy Dương. Này, các bạn nhìn những người kiếm thị bán đồ. Bán vé số bị mất hoài. Bán một vài món đồ. Mong cô chú anh chị giá ủng hộ. Rồi đây là góc đường Hùng Vương cắt với Nguyễn Duy Dương. Các nhà may thời trang trung niên, Hải Vân Cà Phê. Rồi đây là góc đường Nguyễn Chí Thanh. Cắt với Nguyễn Duy Dương. Hướng đi thẳng này đó các bạn là chúng ta sẽ gặp giao lộ Nguyễn Tri Phương cắt với gặp giao lộ Nguyễn Duy Dương cắt với đường Ngô Gia Tự, Minh Mạng đó. Rồi hướng đi thẳng này là chúng ta sẽ về chợ Nhật Tảo, chợ Gia Bà Bầu. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng clip. Cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hãy đừng quên bấm nút like để đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những clip mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.